nguyên nhân mới sót nguyên nhân từ thoát hết. Thì đây nguyên nhân là nó nằm đây đó, bọn nguyên nhân bị răng cái hình ảnh xử lý nó bị như thế này, và sau khi đó xử lý xong này nó không có ảnh hưởng gì hết, nhưng mà không biết tại vì răng nó lại bị cái lỗi như thế này. Có nhiều bọn sẽ gặp cái trường hợp lỗi như thế này, không bố lỗi máy sẽ không thể hiện bất cứ cái lỗi nào đó, và sau khi đó xử lý này cái này là không có thay thế bất cứ linh kiện nào. Còn đây là cái nguyên nhân mới chạy được 2 ngày thì nó xảy ra cái hiện tượng như thế này, nó bị tua cái nhông của drum. Mình đã thay thế nhông của drum và nó sẽ xảy ra cái hiện tượng lỗi như thế này, bị đen như thế này đó. Thì cái nguyên nhân nó nằm ở đâu? Đây, nguyên nhân nó nằm ở đây. Thông thường thì nhiều bọn sẽ nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cái hộp xử lý hình ảnh, bo xử lý hình ảnh trên ở phía trên của Medico 7.5 này, tắt cỏ dòng luôn đó. Thì nó mấy bọn sẽ đa phần là sẽ nghiêng về cái phần là lỗi xử lý hình ảnh, và nhiều bọn có thể thay bo xử lý hình ảnh luôn. Thì không phải nguyên nhân tại vì đó nhé, chưa chắc đã nguyên nhân do tại nguyên nhân đó. Thì làm cách nào để xử lý cái lỗi nó đơn giản thì các bọn đây, các bọn hãy lúc đầu là cái nắp nó như thế này đó, nắp nó bọn thấu thấy ốc của nắp rồi cho mình đó, thì nó sẽ xuất hiện cái bo controller. Thì trong cái bo controller nó có con ram này, những cái con ram xử lý này đó, nằm trên nằm dưới để xử lý, cũng như là bo hình ảnh nó sẽ xuống dưới này, nó sẽ xử lý như này. Thì các bạn chỉ cần tháo cái con ram này ra và dùng bất cứ cái gì đó, ví dụ như cục tẩy hay là C7, bọn chùi vệ sinh thôi, nhẹ nhọn thôi, chùi vệ sinh cái đường tiếp xúc đồng đó thôi. Thì sau các bạn vệ sinh xong, thì sau khi vệ sinh xong á thì các bạn sẽ lắp vào lại hai con rôm này nhé, nhớ là vệ sinh hai con rôm này đó, lắp vào lại và tiến hành bật máy để test. Rồi sau khi mình đã xử lý xong, mình sẽ test lại. Đây. Cái đường như thế này là tại do mình cây cổ áp của mình đang bị trục trặc, mình đã đổi cây cổ áp nè, chứ không ảnh hưởng gì hết. Thì đối với những cái bọn bị lỗi như thế này thì không nên, nói chung là không nên thay bo controller liền, không nên thay bo xử lý hình ảnh cũng như bo scan đi một hộp scan xử lý hình ảnh đó. Thì bọn không nên thay liền, bọn hãy tiến hành lộn trình tự như mình đó, để có kết quả như thế này thì chúng ta sẽ biết cái nguyên nhân và để xử lý khắc phục đơn giản và không tốn tiền. Đối với cái dòng Medico này, tất cả dòng Medico luôn đó, vậy là xong. Mình đã tháo cả 4 con ram luôn, nếu nhiều bọn rảnh thì tháo cả 4 con luôn, chùi vệ sinh đi, nó không mất bao nhiêu thời gian cả, chỉ mất cả khoảng vài phút chúng ta vệ sinh sạch sẽ thôi đó. Thì đó là cách để xử lý cái lỗi như thế này đó. Xử lý cái lỗi như thế này thì rất là đơn giản. Cảm ơn các bạn nhé, like, subscribe, ủng hộ kênh đầu năm mới. Lỗi thì đã xử lý xong, không tốn đồng tiền này, dịch vụ thì rất là ủng hộ kênh, like, subscribe. Cảm ơn các bạn nhé, chúc bạn năm mới thành đạt, học trò phát tài. Hẹn gặp lại những clip sau, có gì mình sẽ hướng dẫn hỗ trợ hết mình các bạn. Cảm ơn các bạn.